thật sự đó là may đấy. Đây là một điều rất là bất ngờ đối với Sơn Ca. Thì khi mà tập thơ của Sơn Ca ra đời và được Sơn Ca đưa những bài thơ đấy lên trên mạng Facebook, thì có một thầy giáo trong dạy âm nhạc cũng đạo phổ nhạc bài thơ mà cô Hồng Liên vừa mới ngâm xong. Và rất tiếc là hôm nay Sơn Ca đã hát tặng tất cả mọi người bài hát đấy. Nhưng có một điều bất ngờ hơn các dành cho Sơn Ca trong ngày hôm nay, đó là chỉ trong vòng 20 phút, một người bạn Sơn Ca mới quen cách đây đúng 2 ngày trong hội thơ, diễn đàn thơ Người Yêu Thơ Sứ Thanh, anh đã phổ nhạc bài thơ Du Em của Sơn Ca trong tập thơ Nỗi Nhớ Mai Hình Hải Gió. Và hôm nay Sơn Ca muốn giới thiệu với tất cả các anh chị em bạn bè ở đây bản nhạc này của anh Phạm Phương. Cách đây 2 ngày thì cũng được vinh hạnh là được Hội Yêu Thơ ở trong Sứ Thanh mời Chu Tuyền thơ trên sông Mã và được làm quen với tất cả những người yêu thơ, và được Sơn Ca có tặng một tập thơ. Và chiều hôm nay thì Phương mới dở ra để đọc và ấn tượng ở một bài thơ ở trong trang 52 bài Du Em. Thì tôi có biết luôn và cũng mong đây gửi tới mọi người. Thì tôi cũng biết làm thơ, nếu như thời sinh viên thì thơ con khóc kiểu như là ta giang hay ra ta há miệng ra ta phát quải nằm hoài người ta khóc cuộc đời ta cuộn lại quê góc giường, cái kiểu như thế thôi. Và cũng rất là mong muốn mọi người chia sẻ cùng Phương với bài hát này. Em có một bạn cũ anh ở hội văn nghệ Thanh Hóa nên thơ rất tốt. Hay có thể thì giới thiệu cho anh ra một bài thơ. Nếu như không có vấn đề gì về kịch bản. Tìm cho anh ở hội dịch Tú Anh. Anh một bài nhà thơ Tú Anh, hội viên hội văn nghệ Thanh Hóa. Xin chia nở cho anh.
và năm tháng rồi. À ơi, dù em nhé, người đàn bà đã đoán thở dài, ôm cho những nỗi đau hơn cả những nỗi đau, giữ lại cho em thật nhiều kỷ niệm, xin chia nửa trong anh và năm tháng rồi. À ơi, dù em nhé. À ơi, dù em nhé. À ơi.